Mình cùng các bạn theo dõi con một bông hoa mà mình ra thăm vườn hoa các bạn. Thì luôn tiền mình cũng thấy con một con bò ngừa này. Nó đậu ở trên cái hoa lan của mình. Cái hoa lan của mình thì đây cho các bạn coi. Một cái chậu lan đây. Nhỏ thôi này. Rồi mà nó lên nó nở nở lên một bông này. Và mình cũng một buổi hôm mình đi thăm á, mình ra ngắm á, thì thấy một có một cái cảnh tường cũng rất đẹp luôn. Thấy một con bò ngừa này, loài bò ngừa nhỏ á, đây sau lưng của nó hay đốm đốm đây các bạn coi nhé. Đấy, mình không quay được cái rõ nét thôi thì mình thấy á, cho nên mình quay quay lên để cho các bạn cùng ngắm mình một bông hoa, ngắm lan lan thì lan tự nhiên, mình đưa về mình ngắm, rồi cùng ngắm với các bạn vô ngắm ủng hộ mình nhé. Thấy con bò ngựa đang vuốt mồi trên này, đang đang sửa soạn chân. Đấy. Nhưng mà tối không không thấy cái răng nó được. Mình lấy góc này thử coi. Cho các bạn cùng coi với mình coi. Bên này nó quay cái bên kia nữa. Rồi. Góc này là tốt nhất. Này nhà mình thì có không có hoa hồng này. Chơi nhiều đấy. Còn đây thì quả rau này. Rau có quả mình móc có cây rau á. Đây các bạn móc cây rau đây. Hoa mình móc cây rau nhiều lắm. Thì mới có cũng có nhiều con đến ăn cây rau này, này. Con muỗi con ruồi đấy chín đó. Thì chắc thu hút được con săn mồi đây tới. Một đặc biệt nó đầu lên cái trên cái hoa lan của mình này. Đầu lên trên cái hoa lan luôn. Đầu lên cái hoa lan. Đây gọi là cái gì đây? Video này mình sẽ đặt tên gọi cái gì đây? Gọi là bò ngừa đầu trên hoa lan. Nó bay rồi. Đó, nó bay rồi đây. Chắc cái kia có mấy kia nó săn mồi á. Nó bay qua kia. Để mình mới nói đầu trên hoa lan mà nó không đầu trên hoa lan cho mình, nó bay luôn. Thôi. Đấy, do có mấy con kia. Bây giờ mình bắt thử ăn coi, có cho bắt không? Rồi mình cho nó ở cho nắp ấm này coi. Đó, nhìn đẹp chứ các bạn. Rồi mình sẽ cho nó săn mồi thử coi nhá. Con bướm này. Đủ có con bướm bay này. Bướm bay đây. Còn nó có bắt không nhá? Rồi nó đi đi kiểu cứ giật này. Nó đi cao này, đi lên trên kia này. Đi kiểu giật luôn này. Giật. Ăn bướm đi. Bướm đây thì mình thấy nó ăn á, độ. Đau đấy. Đầu trên hoa lan bắt bướm ăn đi mày, đâu ăn đi. Rồi đủ bông hoa đẹp đấy, có thấy con ruồi, con nó bắt con ruồi không? Đủ con ruồi nó đình, nếu ruồi sống chắc con nó bắt á. Bắt không?
đéo ăn nữa. Để coi nó bắt con ruồi đâu không, thôi coi này. Con ruồi bay qua bay lại thì lâu nó mới bắt được. Thôi, mời các bạn xem động tác leo trèo của con bò ngựa đây, đi cứ giật giật luôn. Đấy là cứ đi kiểu gì này, đó đó. Giống như không có gió đâu, nó tự làm à. Rồi, bay lên, bay lên. Tôi chặn đường tôi coi. Đồ nó bắt luôn. Bắt luôn. Đó. Đấy. Đồ, tấn công luôn này. Đấy, đấy. Leo lên, leo lên. Đó, nó tấn công. Nằm im đi. Theo giật cho nó ăn con bướm, nó ăn đang con bướm này. Bướm đi, bướm đi. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Mình vô tình ra thăm vườn lan mà gặp được thì mình cũng quay lên là chia sẻ tới các bạn. Các bạn cảm thấy video này hay và cho mình tìm hiểu được một trong nhiều loài côn trùng của Việt Nam thì cho một đăng ký và chia sẻ để các bạn biết nhiều đến côn trùng của Việt Nam. Còn bò ngựa này theo các nhà chuyên môn khoa học nghiên cứu là mình nên nuôi ở trong vườn mình vì nó là một loài ăn thịt và ăn những con sâu bệnh cho những cây nông nghiệp của chúng ta. Chúng ta không nên giết nó. Nó sẽ ăn những con sâu, nó bắt ăn con sâu và những con nào bị bệnh á. Chứ còn nhiều bạn thấy mà bắt giết là không phải đâu. Con đây là một trong cây của một trong loài có lời cho mình, nó sẽ ăn con sâu, con ruồi. Con nào mà bị gọi là thiên địch của những loài bệnh có hại. Đây. Nhà mình thì cũng trồng lan và làm vườn. Thì mình một ngày mình ra mình gặp á thì mình cũng quay lên này tâm sự cùng các bạn. Đây một lần nữa cho các bạn coi đấy. Leo trèo trong bông ngựa mình thấy như thế. Tôi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nhé. Hẹn gặp lại những video tiếp của mình. Thì mình cũng muốn ngắm thôi này, nó cứ giật như thế nào. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.